Tối ngày 10 tháng 1, tổ công tác thuộc Công an quận 1 phối hợp cùng với đội cảnh sát giao thông Bến Thành và thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyên đề tuyên truyền cấm xe giường nằm chạy vào đường cấm trong nội thành cho các nhà xe. Lúc 20 giờ 45 phút cùng ngày, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra hàng hóa, gửi xe trung chuyển tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hà Phương Việt Nam là chi nhánh phía nam của nhà xe Hạnh Cà Phê, đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, lực lượng chức năng phát hiện 10 thùng các tông cỡ lớn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong chứa hàng chục ngàn bao thuốc lá mang nhãn hiệu Hàn Quốc S-Gen, không hóa đơn chứng từ, nghi là thuốc lá lậu. Làm việc với lực lượng chức năng, các nhân viên công ty này không xuất trình đầy đủ giấy phép kinh doanh và liên tục tìm cách né tránh. Bước đầu, người đại diện của công ty khai lô thuốc lá nghi vấn trên là do một vị khách ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng dịch vụ của công ty để chuyển về Hội An và Đà Nẵng. Vụ việc ngay sau đó được tổ công tác lập biên bản bàn giao cho công an phường Phạm Ngũ Lão để tiếp tục mở rộng điều tra.